Phong Thủy Tâm Nguyên và Đức Trung xin kính chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi kênh YouTube Kiến trúc Phong Thủy Tâm Nguyên. Và trong cái video ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ hướng dẫn đến các cô chú anh chị, chúng ta sẽ hiểu về cái yếu tố về hướng nhà như thế nào, cũng như là cái việc đó là cách mà chúng ta sử dụng la kinh trong cái việc đo hướng nó ra làm sao. Trong phong thủy thì một trong những cái yếu tố tiên quyết và một trong những cái thông tin đầu tiên mà để các thầy phong thủy hay là bản thân các cô chú anh chị ứng dụng phong thủy trong cuộc sống, đó chúng ta cần phải xác định được hướng nhà của chúng ta chính xác bao nhiêu độ, thì lúc đó chúng ta mới có đủ cái ít nhất là cái căn cứ đầu tiên để chúng ta luận giải tất cả các yếu tố khác. Vì rằng là cái yếu tố hướng nhà nó quyết định đến cái yếu tố về nạp khí, nạp vận trong ngôi nhà đó ra làm sao, và chúng ta cần phải có hướng nhà, và ở đây hướng nhà phải cụ thể là bao nhiêu độ thì chúng ta mới tính toán được các yếu tố về bố trí cách cục ở phía bên trong ngôi nhà, hay từ cái việc hướng nhà đấy chúng ta mới tính toán được các yếu tố về sát khí hay là vượng khí nạp từ phía bên ngoài vào trong ngôi nhà nó như thế nào. Và nếu như không có yếu tố hướng nhà này thì tất cả các yếu tố luận giải khác gần như là chúng ta bỏ qua rất nhiều. Do đó rằng là với cái yếu tố mà chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là trong cái xét về hướng thì chúng ta chỉ có 4 phương 8 hướng, tức là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Đông, Bắc, Tây, Nam, Tây, Bắc. Chỉ có 8 hướng như vậy thôi thì về cơ bản rằng là đúng, nhưng mà nó chưa đủ. Thì trong phong thủy chính phái người ta ứng dụng thì người ta cần phải xét đến độ số một cách chính xác. Tức là một cái mặt la bàn chúng ta hiểu rằng là 360 độ hình tròn như này thì được chia ra từng độ một, tức là chúng ta có 360 độ. Và với mỗi một độ số khác nhau thì nó biết đâu nó sẽ nằm ở những cái sơn hướng khác nhau. Và mỗi một sơn hướng như này thì nó quyết định yếu tố vận khí của ngôi nhà cũng khác nhau một cách hoàn toàn. Và nếu như các kiến trúc sư hay các phong thủy sư mà không đo được hướng nhà một cách chính xác thì cái việc ứng dụng phong thủy gần như nó cũng trở nên rằng là không có đầy đủ được những cái dữ kiện và để luận giải một cách chính xác được. Bởi vậy cho nên rằng là các cái tính toán khác gần như dễ dẫn đến cái yếu tố về sai lệch. Và trong ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng các cô chú chị, chúng ta sẽ sử dụng một thiết bị đo hướng rất là phổ biến cũng như là rất là hay của Phong Thủy Tâm Nguyên, đó là La Kinh Ngọc Phúc Đường. Và ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng hướng dẫn đến các cô chú chị cách đo nhé. Về cái việc đo hướng nhà chúng ta cần phải chú ý như sau. Vì rằng là cái yếu tố mà nếu chúng ta đo ở phía bên trong ngôi nhà thì nó sẽ dễ dàng gặp phải những cái yếu tố về nhiễm bởi từ trường do cái các cái thiết bị điện tử trong ngôi nhà như là tivi, tủ lạnh, điều hòa hay các cái yếu tố sắt thép ở trong tường ngôi nhà, bê tông cốt thép thì nó sẽ ảnh hưởng đến yếu tố về từ trường cũng như ảnh hưởng đến yếu tố sự chính xác của la kinh. Bởi vậy khi mà đo hướng nhà chúng ta cần phải nên đi ra khỏi hẳn cái khu vực bên ngoài ngôi nhà, tức là phía bên ngoài cổng hoặc là cách cái mặt tiền ngôi nhà khoảng 2-3 mét để chúng ta đo thì nó sẽ chính xác hơn. Và cái nguyên lý đo hướng nhà đó chúng ta biết rằng là cái yếu tố về hướng chúng ta hiểu là bước mặt ra khỏi cổng hoặc bước mặt ra khỏi cửa thì mặt nhìn thẳng về đâu thì đấy chính là hướng. Và ngày hôm nay chúng sẽ cùng mô phỏng và hướng dẫn các cô chú anh chị cơ bản là cách đo, ví dụ như chúng ta sẽ đo cái hướng cổng này xem là sẽ hướng bao nhiêu độ nha. Ở phía trước mặt các cô chú anh chị đây đó là một cái cổng vào, và để chúng ta thử cùng đo xem là nếu như bước mặt từ phía cổng mà bước ra thì sẽ là hướng gì và bao nhiêu độ nhé. Chúng ta sẽ thấy rằng là bước mặt ra khỏi cổng mà mặt nhìn thẳng vào đâu thì đấy chính là hướng. Do đó chúng ta hiểu nguyên lý đấy thì chúng ta biết rằng là cái tia thẳng mà vuông góc với lại cái trục mặt tiền của cổng á thì sẽ tạo ra hướng, đúng không ạ? Và do đó chúng ta sử dụng một cái thiết bị đó, chiếc La Kinh Ngọc Phúc Đường này cũng chính là để đo cái việc đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái thao tác đo nhé các cô chú chị nhé. Với chiếc La Kinh Ngọc Phúc Đường này, cấu tạo của nó sẽ bao gồm là phía bên trong này có chiếc kim chỉ nam á, thì nó gọi là thiên trì. Với cái yếu tố là khi mà sử dụng một chiếc la kinh chúng ta đặc biệt cần phải chú ý đến cái chất lượng của cái thiên trì, rằng là cái kim chỉ nam nó cần phải tốt để tránh cái việc với cái kim chỉ nam mà nó không tốt hay là chất lượng thiên trì nó không tốt thì nó dễ bị nhiễm từ. Phía bên ngoài của cái thiên trì, tức là cái mặt mà có in rất nhiều số đây và rất nhiều độ số và các cái chữ đây, thì đây người ta gọi là mặt nội bàn. Với mặt nội bàn này hoàn toàn có thể xoay được để chúng ta tiến hành là khớp với lại là cái kim chỉ nam phía bên trong. Và phía bên ngoài này bằng nhựa đỏ này nó gọi là phần ngoại bàn. Phần ngoại bàn này với chiếc La Kinh Ngọc Phúc Đường này thì được thiết kế bởi nhựa polyester, do đó rằng là nó sẽ ngăn cản cái yếu tố bị nhiễm từ. Và phía đằng sau chiếc La Kinh này cũng đều được in logo của Ngọc Phúc Đường cũng rất là cụ thể rõ ràng. Và các cô chú anh chị cần phải sử dụng những thiết bị đo chính xác, ví dụ chiếc La Kinh Ngọc Phúc Đường này để đo hướng thì nó rất là tốt. Ngoài ra phần ngoại bàn thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái thiết bị ở đây chính là cái thước Nivo hay người ta còn gọi là giọt cân tâm. Với cái thước Nivo nó sẽ giúp chúng ta đo ở trạng thái thăng bằng của cái la kinh, để tránh cái việc nếu chúng ta nghiêng như này thì độ số nó sẽ khác, và nghiêng quá như này thì cái giọt nước bên trong nó không cân bằng thì nó sẽ cũng ảnh hưởng đến yếu tố về độ số. Và bây giờ chúng ta sẽ đo như sau. Chúng ta sẽ lấy cái phần cái cổng này là chủ thể mà chúng ta cần phải đo. Do đó rằng là cái cách mà chúng ta đứng, cái cách mà chúng ta sử dụng cái thiết bị ấy, là cái phần mà
cái giọt cân tâm này nó luôn cần phải ở phía bên tay, nó cần luôn cần phải nằm ở phía bên tay trái của cái hướng đo của la kinh. Do đó rằng là nếu như bản thân tôi đứng như thế này, tôi đứng như này để tôi căn thì cũng được, hoặc là tôi đứng như thế này để tôi căn thì cũng hoàn toàn đo được, hoặc là tôi có thể đứng như thế này để tôi đo, hoặc là thậm chí là tôi đứng ngược lại hoàn toàn để tôi đo thì cũng đều là cái cách đó là hợp lý. Chúng ta sẽ cần phải căn cứ theo một số những cái điều kiện như sau để chúng ta sử dụng chiếc la kinh này. Thứ nhất là ở đây chúng ta sẽ có một cái cạnh ở phía mà cái cạnh mà chúng ta sẽ gần với cổng á, thì chúng ta cần phải căn cứ để cái mép của cái la kinh này nó sẽ cần phải song song được với là cái mép của cái phần mặt tiền cổng hay là cái mặt tiền của ngôi nhà chúng ta hay là cửa chính chúng ta. Chúng ta cần phải căn làm sao cho nó song song một cách tốt nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái phần cạnh vuông góc với lại cái đường song song đấy thì nó sẽ tạo ra một cái đường vuông góc. Và cái đường vuông góc này chính là cái yếu tố mà chúng ta xác định để mà đo được cái hướng nhà. Và ngoài ra thì cái dây kim, cái dây phân kim ở đây nó cũng chính là cái đường gọi là đường thiên tâm thập đạo, thì nó sẽ cắt qua cái độ số của cái mặt la kinh là bao nhiêu độ, thì đấy chính là hướng của cái ngôi nhà của chúng ta cần phải đo. Ở đây chúng ta sẽ đứng ở trạng thái song song ha. Và sau đó chúng ta sẽ cần phải thực hiện cái công đoạn như sau. Khi mà chúng ta đứng ở cái trạng thái song song thì chúng ta cần phải chú ý này. Chúng ta cần phải chú ý là khi mà chúng ta đo thì các cái thiết bị ở trên cơ thể của chúng ta, đó là chúng ta nên cần phải hạn chế, tránh phải. Ví dụ như là hiện tại tôi đang đeo một chiếc đồng hồ điện tử ở đây, thì cái khả năng là cái ảnh hưởng của chiếc đồng hồ điện tử nó sẽ ảnh hưởng đến cái từ trường đối với chiếc la kinh, cho đó rằng tôi cũng sẽ tháo ra. Rồi, tiếp theo nữa rằng là khi mà tôi tiến hành chuẩn bị đo chiếc la kinh này thì cái khu vực xung quanh tôi thì nó sẽ có một số những cái thiết bị mà nó có thể là một số những cái vật dụng trên người tôi mà nó sẽ có thể gây nhiễm từ phía trước cái thắt lưng này chẳng hạn, nó có chi tiết sắt, do đó tôi sẽ đặt chiếc la kinh nó cao hơn ở phía tầm trên này. Cách đo tôi sẽ tiến hành căn cái phần mép này, nó cần phải song song cái mặt tiền của cổng, và cái phần này nó sẽ đi thẳng ra vuông góc, hay chính là cái đường dây của thiên tâm thập đạo nó sẽ cắt qua, thì nó sẽ giúp cho cái việc chúng tôi đo được cái hướng nhà này bao nhiêu độ. Rồi bây giờ sau đó chúng tôi sẽ tiến hành là tôi xoay. Khi mà tiến hành là lập được hướng ấy, tôi sẽ tiến hành tôi xoay cái mặt nội bàn để làm sao để cho cái phần đó, cái đường kẻ chỉ trục bắc nam của cái thiên trì phía bên trong nó sẽ trùng với lại là cái kim chỉ nam. Rồi tôi cần phải căn, thứ nhất là cái phần mép này nó song song với cổng này, cái thứ hai là cái giọt nivô nó cần phải trạng thái thăng bằng, và sau đó tôi điều chỉnh cái phần nội bàn ở phía bên trong để nó khi mà nó trùng với lại là cái kim chỉ nam với cái trục bắc nam ở kim chỉ nam, mà khi đó tôi nhìn cái đường thiên tâm thập đạo, tức là cái sợi chỉ đỏ nó sẽ cắt qua bao nhiêu độ, thì đấy chính là cái hướng của ngôi nhà, sẽ là hướng ngôi nhà. Rồi công đoạn này đòi hỏi cái tính tỉ mỉ rất là cao của một người thầy phong thủy, cũng như là kỹ thuật đo cần phải chính xác thì sẽ ra được cái kết quả nó càng chính xác, và chúng ta nên đo nhiều lần, ở đo nhiều vị trí thì chúng ta sẽ càng xác định được chính xác hơn cái hướng nhà của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn ở đây là cái trường hợp khi mà trạng thái thăng bằng rồi, các cô chú các chị có thể nhìn thấy rằng là với cái la kinh, với cái kim chỉ nam ở đây nó đã trùng với lại cái đường thiên trì ở đây, rồi là cái giọt cân tâm đấy trạng thái thăng bằng, thì chúng ta sẽ nhìn theo cái đường sợi chỉ đỏ này sẽ cắt qua bao nhiêu độ, thì đấy chính là hướng nhà. Ví dụ ở đây chẳng hạn tôi có thể nhìn thấy rằng là đây sẽ là 100 độ này, giật về đây là 1 độ là 99 độ, tiếp theo nó giật 1 độ nữa nó sẽ là 98 độ. Do đó rằng là cái ngôi nhà này sẽ, cái cổng này chẳng hạn, chúng ta đo cái hướng nhà, ví dụ như là cái hướng nhà và hướng cổng nó trùng với nhau, thì với cái việc là tôi đo cái hướng ở đây nó sẽ là 90, nó sẽ là 98 độ, nó sẽ là 98 độ đúng không ạ? 98 độ chúng ta sẽ nhìn xem nó cụ thể là hướng gì, 98 độ sẽ là hướng đông. Tuy nhiên hướng đông nó sẽ bao gồm là 3 sơn hướng là giáp mão ất, bởi vậy cho nên rằng là chúng ta sẽ cần phải nhìn xem với cái 98 độ đấy nó sẽ rơi vào cái, nó sẽ rơi vào cái hướng nào. Ở đây rằng là sẽ rơi vào cái trạng thái đó là kim hướng, đó là giữa ất và mão, do đó khả năng tôi sẽ cần phải đo thêm nhiều cái vị trí khác nữa để xác định chính xác được với cái việc là cái ngôi nhà này nó là hướng mão hay là hướng ất thì nó sẽ cụ thể hơn. Về cơ bản là trên đây là cái hướng dẫn mà cách cô chú anh chị sử dụng cái la kinh. Còn trong quá trình thực nghiệm thì chúng ta cần phải đứng dụng đo nhiều lần để lấy cái yếu tố sai số và xác định một cách chính xác hơn. Các anh chị, cô chú anh chị cần phải chú ý với cái mặt la kinh nó sẽ như thế này. Với cái mặt la kinh nó sẽ bao gồm nhiều vòng khác nhau, vậy chúng ta sẽ tiến hành lập hướng dựa trên cái yếu tố cái vòng nào. Chúng ta sẽ sử dụng cái vòng đó là cái vòng
địa bàn chính châm hay còn gọi là vòng 24 xuân hướng. Đó là cái vòng theo như thế này này. Cái vòng mà nó bao gồm nạp bởi 12 địa chi, 8 thiên can và 4 tứ duy. 12 địa chi bao gồm là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tất, Hợi. 8 địa chi bao gồm là Giáp, Ất, Bính, Đinh. Mậu Kỷ là nhập trung cung, do đó chúng ta sẽ không nạp vào vòng này. Giáp, Ất, Bính, Đinh, Canh, Tân, Nhâm, Quý và 4 cái tứ duy đó là Càn, Cấn, Tốn và Khôn. Nó sẽ được nạp vào trong cái la bàn địa bàn chính châm này, hay còn gọi là la bàn 24 sơn hướng. Và với việc sử dụng la bàn 24 sơn hướng, chúng ta tiến hành là đo hướng cầm long, hay là chúng ta xác định cái yếu tố đo định long thì cũng sử dụng cái mặt la bàn 24 sơn hướng này để đo. Vì rằng là hướng đông nó bao gồm 3 sơn hướng là Giáp, Mão, Ất, bởi vậy cho nên rằng là chúng ta cần phải đo chính xác xem độ số đó là bao nhiêu độ để nó tính toán xem là vào hướng Ất hay là hướng Mão thì nó sẽ chính xác hơn. Trên đây là về cơ bản rằng là Đức Trung hướng dẫn các cô chú anh chị những cái nguyên lý trong việc ứng dụng cái la kinh và phúc đường để trong cái tiến hành chúng ta đo hướng. Và để mà đo hướng cách chính xác thì dĩ nhiên nó cần phải trải qua cái quá trình mà các cô chú anh chị ứng dụng nhiều hơn, cũng như là thực nghiệm một cách nó chi tiết hơn nữa. Và để mà được hướng dẫn thêm về cách sử dụng la kinh như này thì các cô chú anh chị cũng có thể là tiến hành là mua chiếc la kinh này về và tiến hành là thực nghiệm ứng dụng. Ngoài ra sẽ được sự hướng dẫn chi tiết thêm của đội ngũ trợ lý, hoặc là các cô chú anh chị cũng có thể lên trực tiếp văn phòng của Phong Thủy Thái Nguyên tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại Đà Nẵng để mà được các trợ lý hướng dẫn thêm về cách sử dụng la kinh cũng như trải nghiệm thực tế cái ứng dụng la kinh và phúc đường này của Phong Thủy Thái Nguyên. Đức Trung rất cảm ơn cũng như là hy vọng là các cô chú anh chị sẽ hiểu rõ hơn về cái nguyên lý về hướng nhà, cũng như rằng là cách sử dụng la kinh trong video này. Nếu chúng ta thấy hay thì chúng ta hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để đón nhận những video tiếp theo, hoặc là chia sẻ đối với những ai mà yêu thích và quan tâm đến bộ môn phong thủy. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.